cháu hỏi là ông bà là được bao nhiêu người con ạ? Được 8 người con mà chết với 4. Thằng này là bị bệnh thần kinh. Người cháu nội là Hồ Thị Lan, sinh 2005, học lực giỏi, có giấy khen. Cháu Lan à, bị bệnh vèo cột sống, rồi thiếu này đi, chưa có 200 triệu bỏ vô thì khi nữa họ mới chữa bệnh được. Nhưng mà không chịu đi đâu cả, hổ thẹn với bạn bè. Khi mà ông nói nè, con như có cái cục đó là con sợ lắm, con xấu hổ. Lúc nào cũng ván đau, đi lại cũng ván đau vì mình mỏi, vì yếu quá nè, gù ra, càng ngày nó càng gù ra. Ông mà mất rồi thì cháu hay cũng sống nổi. Kêu ông bà nội lắm kêu, mà khi mà ông kêu cha mẹ, để cho con có tình kinh cảm một chút. Nhà dư vay mượn đang nhiều, hiện nay là 100 triệu, nợ hộ nghèo là 50 triệu, cho nên là khó khăn. Căn nhà này từ lúc xây năm 2000, mưa gió này nước ngập lên ngang cửa sổ. Con trai đã 15 năm là vừa bỏ rỡ, và chán nản nên bị thần kinh luôn rồi. Có như nhiều lúc thì bị mắc cái điện, không cái điện nó chết, cho nên là ông phải cắt điện. Như là phát bệnh ấy, như là phải, nhưng mà đủ kiểu. Nhà tôi là như khổ với ấy, như kiểu mà vô trong một cái nhà tù mà họ kinh trễ, khổ đến nỗi. Gia đình của tôi là cực kỳ là khổ cực cả rồi. Nhưng mà tôi phải cố gắng lên để vượt mọi khó khăn, để nuôi đứa cháu ăn học. Alo, địa chỉ là số 2 đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Đà Lạt. Giọt mưa long lanh xuân sao, để mong mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình này dạt dào. Em cứ bình tĩnh em làm đi, mọi người đang cổ vũ cho em rất là nhiệt tình. Tiền đó xuống bao nhiêu rồi, Đang tìm đường.